Y khoa Sài Gòn 67 Nguyễn Văn Bốn. Chúng tôi được cái hân hạnh là có mặt ở Paris vào cái thời điểm này của năm 2013. Hiện diện ở đây có 5 người trong khóa và chúng tôi xin đại diện cho tất cả các anh chị em cùng khóa để đến đây có được một buổi lễ để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong hai thế chiến và chiến tranh chống cộng sản. Cảm ơn các viên trưởng Phạm Cơ Lân và Phạm Tư Chính cũng như sự hiện diện của tất cả quý vị ở đây trong cái buổi sáng ngày hôm nay để chúng tôi cùng với chúng tôi tưởng niệm cho các chiến sĩ. Thưa quý bạn khóa 21 quân y hiện diện, thưa tất cả các bạn, hôm nay các bạn đại diện khóa đi hơn nửa vòng trái đất sang bên này để tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, quân đội quốc gia đã từ Việt Nam Cộng Hòa sau đã chiến đấu, đã hy sinh để cho chúng ta được sống tự do cho đến ngày hôm nay. Trước khi vào lễ, tôi xin phép để trình với quý vị lịch trình xây dựng cái tượng đài này. Cái tượng đài này ở dưới chân các bạn đây, từ đây xuống đến phía tầng kia có vào khoảng 300 cái bộ xương, đấy là hài cốt, vâng, hài cốt của những lính Việt Nam đã mất ở bên Pháp trong cái đệ nhất thế chiến. Hồi đệ nhất thế chiến đó thì là nước Pháp đã điều động sang bên này. Hồi đó là chưa có nước Việt Nam, chỉ có là Đông Dương thôi. Thì là 100.000 người, vào khoảng 100.000 người Việt Nam đã được điều động sang bên này. Một phần nhỏ là lính chiến đấu và một phần lớn là lính thợ để làm việc trong các xưởng chế súng đạn của Pháp. Và canh gác những các cầu cống và những kho đạn. Những người đó thì được gọi là nôm na gọi là lính thợ. Còn một số khác thì một số nhỏ thì đã tham chiến các cái trận như Verdun, Sermagne des Dames, các cái trận mà đẫm máu. Đấy là tôi có các hình ảnh của lính Việt Nam lúc mà đánh chiếm cái Fort de Vaux đó, ở Verdun. Thế thì người ta tính ra theo hội ANAI đó, ANAI là Association Nationale des Amis de l'Indochine rồi đó, thì vào trong cái số 100.000 người sang bên này thì vào khoảng 3.000 người chết, vừa bị thương tích và vừa bị bệnh tật nữa. Thế nên cái thời đó là đâu có mang về Việt Nam được, thì là họ đã được chôn trong 6-7 nơi ở bên Pháp. Thế xong rồi đến trước trước đệ nhị thế chiến, tức vào khoảng một năm 1938-39, thì những người thi hài của những người lính Việt Nam đó được góp lại và để trong vào khoảng độ 7 nơi trên đất Pháp, người ta gọi là Ossuaire đấy. Thế thì đây là một trong mấy nơi đó. Thế thì chúng tôi từ ngày mất nước sang bên này lúc nào cũng nghĩ đến những người đó, là một, nhất là lính của mình, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội quốc gia. Chúng ta đừng nên quên là lúc nào mà chúng ta cũng cứ nói rằng là quân đội của mình có từ 1955, cái đó không phải, có phải không ạ? Quân đội của mình có từ năm 1950, lúc mà ông Bảo Đại ký với lại Tổng thống Orion thành lập quân đội quốc gia Việt Nam, là quân đội mình có từ năm 1950-51. Từ 1950-51 mình đánh nhau dưới quyền chỉ huy của người Pháp. Thế nhưng các quý bạn đừng có quên là mình đánh nhau chống cộng sản đó. Thì người Pháp lúc đó là đồng minh của mình, cũng như là về sau này lúc mà Pháp đi, mình lại phải dựa vào người Mỹ để đánh nhau với cộng sản. Cái nước của mình nó là nước nhược tiểu, thành nó khổ như vậy. Thế thì hôm nay đây thì từ cách đây 12 năm, 13 năm
một số anh em chúng tôi, một nhóm anh em chúng tôi chỉ có độ 4-5 người thì đi tìm kiếm một nơi để làm cái đài tưởng niệm kỷ niệm lính, những chiến sĩ của mình đã mất, đã chết. Thì các bạn thấy là Paris không phải Úc Đại Lợi hay là Mỹ, đất sao mà có được một cái chỗ để ở Paris để làm được một cái nơi mà để tưởng niệm. Mà hơn nữa là thế này, các quý vị thấy rằng thế nào, ở bên Úc Châu hay bên Mỹ đó, những người Việt Nam mà di cư sang đó đều là trong một cùng một hoàn cảnh, cùng là quốc gia bỏ nước ra đi vì cộng sản. Ở bên Pháp thì nó khác, bên Pháp thì nó người Việt Nam sang bên này từ thế kỷ thứ 19, thứ 19 đầu 20, thành ra những thành phần đó nó không có hợp nhất. Người thì quốc gia, người thì lừng khừng, người thì mất gốc, người thì cộng sản hẳn hoi. Thành ra bên này khó, chứ không phải là như ở bên Mỹ hay là bên Úc Châu mà làm ra một cái là 100% ủng hộ. Thành ra chúng tôi phương tiện đã ít, người cũng ít, chúng tôi đã phải đi lo, nghĩa là giao thiệp với lại giới chức Pháp. Thành may quá thì có ở ông đại tá Trần Đình Vị, cũng là trước ở nhảy dù với tôi ở Việt Nam, sau đấy ông vào quân đội Pháp, thì là ông ấy cho tôi biết rằng thì là ở đây có một cái khu chôn ở Việt Nam. Thì chúng tôi đã đến, tôi đại tá Vị và tôi có đến gặp ông thị trưởng và phải cũng nói chuyện với ông, mình vẫn giữ cái thể diện của mình chứ không có thể đó luôn cúi. Thế mà mình cũng phải thật là mềm dẻo để nói với họ, để cho họ cho, chứ mình đến thì không có một cái, mình không có một cái quyền gì mà mình bắt buộc người ta cả. Thì chúng tôi đã đến và nói chuyện với ông rất thông cảm. Cũng may là một ông cũng đã đi Việt Nam một hai lần, ông biết là Việt Nam, thành ông bảo được rồi, thế thì đi để canh đến đây, canh làm cái tượng đài. Thế thì chúng tôi đã làm, chúng tôi đi quyên tiền của anh em, tiền nong không có, thì chúng tôi đã làm cái tượng đài nhỏ này. Ở trên đó các bạn thấy rằng thật là chúng tôi không có quên là à la mémoire des combattants du Việt Nam libre, mà chúng tôi để 1950, 1975, chứ không phải như rất nhiều nơi là để 1955. Tôi hỏi các bạn, thế từ 1950 đến 1955, chúng ta sống ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng tự do, thế là nhờ quân đội nào, nếu không phải quân đội Pháp và những lính Việt Nam thời đó, có phải không ạ? Thế thành ra chúng tôi đã làm được cái này. Thế thì đó là năm 2002. Thế thì lúc đó cái tượng đài này thì là của Pháp họ làm. Nó là một cái tượng đài bằng xi măng. Nó có từ 1938-39. Chung quanh cái tượng đài này đó, các bạn tưởng tượng có là một cái tượng đài bằng xi măng. Chung có mấy chữ nho, là năm chữ nho này là gì? Là Thiên Âu hách nghĩa Việt, tức là ở dưới trời Âu sự hiền hách của người Việt. Năm chữ nho này đó là của các cụ đời xưa viết ra, mà tất cả các nơi mà tượng đài có cái tượng đài này trên đất Pháp đều có năm chữ nho này cả. Đó. Thế thì cái tượng đài cũ ở đây đó thì là nó là mặt ở phía trên, đằng trước thì có năm chữ nho, còn ba phía sau thì có khắc tên của tất cả những người lính Việt Nam chôn ở đây. Thế nhưng mà sau khi tòa thị chính thấy là cái tượng đài của chúng tôi nó đẹp, họ mới phá đi và họ xây lại một cái hệt như là cái của chúng tôi. Thành ra cái này đã có từ năm 2002 và cái này có từ 2003. Thế lúc mà họ phá cái này đi đó, họ phá cái cột cũ đi đó để làm cái mới đó, thì họ mới kiểm điểm lại cái ở dưới hầm này, họ kiểm điểm, họ xếp lại xương các hài cốt. Thì hài cốt không phải là để từng hài cốt từng bộ xương một, mà riêng, như là sọ thì để riêng, chân tay để riêng đó. Thế thì tôi mới hỏi là bao nhiêu, họ bảo nhiều lắm, nghĩa là vào khoảng độ hơn 200. Thế thì họ xem xong, họ xếp, họ lại đóng lại xây lại cái đa này. Thế thành ra quý vị ở đây đó, tất cả dưới này là quý vị, ở dưới này là gần 300 cái hải cốt của lính Việt Nam. Thế thành ra ở đây đó, chúng tôi không phải là hãnh diện, hay chúng tôi ở đây nó là cái đất thiêng. Ở trên bất cứ thế giới không có cái chỗ nào mà có một cái tượng đài tưởng niệm lính Việt Nam
mà có chôn người Việt Nam. Và những người đó các bạn đến đây là cũng sưởi ấm vong linh của họ, vì họ chết bao nhiêu năm nay rồi. Mà tôi muốn hỏi rằng thì là còn ai nhớ đến họ nữa, có phải không ạ? Lính của mình thì mới chết cách đây có mấy chục năm, còn những người nằm ở đây, mà những người đó là cũng có thể là niên trường của chúng ta, còn ai nhớ đến họ nữa, còn ai hương khói đến họ nữa. Thành ra mỗi một lần có một cái lễ tưởng niệm là chúng ta cũng nên có một cái dịp để đến thắp cái hương để tưởng niệm đến họ. Thế thôi, có vậy thôi. Thì hôm nay tôi nhân danh, không phải là ban tổ chức, thế nhưng mà tôi cảm ơn cái là các anh đã đến đây để tưởng niệm những người để chúng ta đừng có quên họ. Vì các anh biết rằng thì là có một câu nói, thường thường người ta nói thế này: một người có thể chết được hai lần. Lần đầu tiên là lúc mà nằm xuống, và lần thứ hai khi không còn ai nhớ đến mình nữa, đó là chết lần thứ hai. Thành ra mỗi người chúng ta đến đây, tôi mong rằng thì là sau chúng tôi còn có các bạn trẻ khác tiếp tục để duy trì cái lễ này, để cho những người chết của chúng ta không bị lãng quên. Thế thành ra hôm nay là các bạn ở bên đi từ nửa vòng quanh trái đất sang bên này mà các bạn đến đây là cái điều rất vui. Cảm ơn điện trưởng. Tôi xin mời bác sĩ Trần Trung Hòa, là người đã viết trong một thời gian rất là ngắn nhưng một bài điếu văn để tưởng nhớ cho các chiến sĩ đã hy sinh trong hai thế chiến và chiến tranh chống cộng sản. Vâng, xin kính mời bác sĩ Trần Trung Hòa. Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 7 tháng 8 năm Quý Tỵ, tại tượng đài Nô Dân Sô Man, nơi yên nghỉ của hơn 300 hài cốt của các chiến sĩ Việt Nam đã nằm xuống cho hai trận Thế chiến 1 và 2, nơi đã được cộng đồng người Việt tại Pháp dựng đài tưởng niệm cho hơn 300.000 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ an ninh và tự do cho miền Nam trước tháng 4, 30 tháng 4 năm 1945. Và cũng là nơi đây để người Việt khắp nơi trên thế giới tề tựu để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã nằm xuống cho cuộc chiến đấu, cho tự do, cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi, những người Việt tha hương thuộc khắp vùng trên thế giới, chúng tôi là những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng là đồng đội với các anh trong cuộc chiến chống cộng sản phương Bắc. Chúng tôi là những người đã từng nằm trong lao tù cộng sản Việt Nam, đã vượt biên và may mắn được đến đứng bờ tự do. Trước bàn thờ Tổ quốc, trước anh linh dân tộc và hồn thiêng xuống núi, chúng tôi xin đốt nén tâm hương dâng hồn thực sĩ. Các anh lúc sống đã từng chiến đấu gian nan cam khổ, khi thác rất đáng được quốc dân tôn thờ tưởng lệ. Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử, hồn thiên kia luôn ẩn khuất phù trì cho quốc gia dân tộc. Hôm nay với dạ chân thành của người cùng quê hương đất tổ, với tâm khảm khẩn thiết người còn nặng gánh đấu tranh, chúng tôi xin anh linh tử sĩ hãy phù hộ độ trì chúng tôi được bền tâm vững chí, chân cứng đá mềm, kiên trì đấu tranh cho đất nước Việt Nam được thực sự tự do dân chủ, cho toàn thể dân Việt thuộc ách độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho đất nước Việt thoát khỏi hiểm họa Hán hóa từ giặc tàu phương Bắc. Khẩn cáo cùng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ xin phát giọng. Cộng sản ơi, quốc gia ngày giải phóng, lòng của vị hy sinh thiết vị thân sông, vì tương lai quốc dân cùng sống phá có chân, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thầy phơi trên vũ giao thủ
mù lơ lấy mau đào lên mau nồi giống đức biên phái thần danh đi người công cho luôn vững bền tâm trí cùng trang quyết chiến đấu làm cho tốt. Sau đây xin quý vị im lặng để tưởng nhớ công ơn tổ tiên dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu cho tự do và dân chủ của Việt Nam chúng ta, để tưởng nhớ anh linh của những đồng bào đã bỏ nước vượt biên tị nạn tránh chế độ cộng sản, và sau cùng tưởng nhớ cho các chiến sĩ vẫn hay còn đang chiến đấu để cố gắng đem lại được cho nền tự do và dân chủ cho Việt Nam chúng ta. Phút bảo vệ bắt đầu. Bây giờ đến phần đặt vòng hoa, chúng tôi đầu tiên xin mời bác sĩ Nguyễn Bá Linh, bác sĩ Trần Trung Hòa và chị Hòa. Giữa rừng sâu đồi hoang vắng, hãy về nơi đây chứng minh cho tâm lòng luôn chân thành ký ơn của con cháu. Nhớ lúc kiêu hùng từ chiến với thù quân, dẫn bước xa trường chẳng ngại núi kiếm rừng gươm, hiểm nguy trước mắt sánh vai so chi vùng, lưỡi kiếm nhạt đạo thấu tận tim tràn máu nóng, để rồi hy sinh
dẫn hiên ngang đã từ bao năm còn đây, nơi lòng đất mẹ. Kìa dòng sông êm đềm ngát xanh, hồn ai đang lướt qua nhẹ nhàng. Kìa ruộng nương lúa thơm chín vàng, hồn ai đang gặt hái hăng say. Kìa mẹ cha gia đình êm ấm, từng người thân lời chan chứa tình nghĩa yêu thương. Đời người trai tung hoành đó đây, nhiều đổi thay đắng cay ngọt ngùi. Dù hiểm nguy quyết dân chí hùng, lòng hằng mang hình bóng giai nhân. Kìa vầng trăng đêm rằm soi sáng, lời thề xưa nồng nàn yêu dấu trong giây phút tuân ly. Hỡi các linh hồn tử sĩ sông Lạc Long, cứu giúp sơn hà và phò trợ hun đúc những đời sau, để mong giữ lấy quốc gia và giống nòi. Diệt lũ xâm lăng xua hết bọn Việt gian, giữ vẹn non sông bảo vệ quê hương trước nguy cơ Bắc thù. Qua sấm lớn hát khúc khiêu hồn, tưởng nhớ đấng hiền linh đã hiến thân mình để bảo vệ cho đất nước Việt Nam. Dù thân giã nát quyết không nguôi chi hùng, một kiếp trinh nhân muôn kiếp được đời vinh danh. Chẳng thèn trong tâm ngọn lửa thiêng trao cho hậu thế giữ núi sông.